Hello anh chị, lại là em đây ạ. Thì tiếp tục review gửi đến anh chị những lô đất vị trí đẹp, giá tốt nhất trong thị trường bất động sản hiện nay và đặc biệt là tại khu tái định cư Lộc An Bình Sơn. Thì hôm nay em trời đẹp, trời mát thì em tiếp tục giới thiệu cho anh chị một cái lô đất, một cái lô gốc. Nó nằm ở trên đường trục đường này. Trục đường 15m anh chị ha. Vài bước chân thì chúng ta ra cái trục đường M23, quẹo phải ra đây là chúng ta sẽ bắt gặp là khu công nghiệp Lộc An Bình Sơn nha quý anh chị. Ra đây. Lô đất này thì có diện tích là 5,7 x 17 anh chị ha. 5,7 x 17. Đó. Có hướng là Tây Nam. Phù hợp cho anh chị, những anh chị nào mà có hướng phong thủy là Tây Tứ Trạch nha anh chị. Đó, vài bước chân ra đường N23 48m, quẹo phải tí là tới khu công nghiệp Lộc An Bình Sơn. Đó, lô đất này thì có vỉa hè là 5m và đối diện là công viên. Trước này là công viên anh chị. Đó, và cũng là đối diện với trường mầm non. Đó. Sau này thì khu vực này anh chị xây nhà lên ở là tương đối là thoáng anh chị. Vì trước này mình ở đây là khu công viên này. Anh chị nhìn thấy một cái dãy đó không? Đây là cái móc anh chị ha. Từ đây về sau là đất. Còn từ đây ra là cái con đường và công viên đây anh chị. Đấy, em zoom xa cho anh chị dễ hình dung. Và vài bước chân thì chúng ta ra trường mầm non. Đấy, trường mầm non trường cấp 1 ở đây. Thì còn anh chị nào mà muốn biết được cái khu tái định cư có bao nhiêu trường học cũng như có những cái tiện ích gì thì anh chị có thể inbox trực tiếp hoặc là gọi cho em. Thì em sẽ trao đổi chi tiết hơn. Vì trên video này thì em không nói hết được vì là nó quá nhiều tiện ích ở đây. Này mình không thể nói hết được ra trong cái video này. Lô đất này là có diện tích là 5,7 x 17 anh chị ha. Giá 2 tỷ rưỡi. Quá rẻ luôn. 2 tỷ rưỡi gặp chủ thương lượng trực tiếp. Thì chủ mới gửi 2 tỷ rưỡi. Vì có những lô bên này nó diện tích nó tầm khoảng 80-81m2, người ta cũng bán 2 tỷ rưỡi rồi. Còn riêng lô đất này là 95m2 anh chị ha. Vì hè ở đây thì bắt đầu người ta đóng mốc này. Anh chị đã biết tại sao đóng mốc là thứ nhất là để phân chia, để biết được ranh giới lô đất. Thứ hai để chuẩn bị tới đây người ta sẽ làm đường. Ở đây vì hè 5m anh chị. Như anh chị sẽ đã theo dõi những cái video trước em đã làm, cũng như qua Zalo, Facebook, cũng như ở trên YouTube ấy, thì anh chị cũng thấy được là vì hè ở đây, đường xa ở đây thì nói chung là đẹp chuẩn chỉ luôn anh chị. Đẹp tuyệt vời luôn. Đây là khu 1 nha anh chị ha, có diện tích là 80m2. Có những lô là 5 x 16, có những lô là 4,5, tùy vào tuyến đường. Nhưng mà ở đây thì nó nôm na đâu đó là 80m2 trở lên anh chị ha. 80 đến 95m2. Khu công viên. Lô đất này khá đẹp, hướng Tây Nam. Đó, vài bước chân chúng ta ra đường N23 và đi ra đây là khu công nghiệp Lộc An Bình Sơn. Đi sân bay Long Thành nha anh chị. Rồi ok, em chỉ review những cái cơ bản vậy thôi. Còn anh chị nào mà quan tâm thì cứ inbox hoặc là gọi điện cho em qua số điện thoại trên màn hình nhé. Hoặc là để lại số điện thoại em sẽ gọi lại anh chị nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị ha.